Chama ta ti yam pi ma nhang phan te vi sung ra khan na thai ya ti sa la ni na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ Nam Mô Buddhaya, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Buddhaya. Dạ con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem mới lòng thành kính đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem mới lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavato đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Dutiyam Bi Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam Bi Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam Bi Sangham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam Bi Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam Bi Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam Bi Sangham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Khuất thân xa la nan khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang xa la nan khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sáng khăn xa la nan khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam pi bút thang xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Đô ti yam pi tham ăn xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam pi sáng khăn xa la nang khát cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyam Bi Buddhang Saranang Kacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba.
ta ti yam pi tham mang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang kha cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sarana kha năng paripun năng phép quy năm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phần tê xin vâng. Ba ti ba ta vệ ramani sức hạ ba năng sama diyami con xin vâng giữ điều học là quy ranh xa sự sáng sanh. Adina dana vệ ramani sức hạ ba năng sama diyami con xin vâng giữ điều học là quy ranh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara vệ ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy ranh xa sự tà dâm. Musa wada vệ ramani sikha badang samadhiyami con vâng giữ điều học là quy ranh xa sự nói dối. Sura me ra yama chắp ba ma ra ha na vệ ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy ranh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy ranh xa sự sát sanh. Adinnadana viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự tà dâm. Musavada viramani sikkhapadang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me raya macha pamadatana viramani sikha padang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là quy chân xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badane sa thukang katwa apmamadena nichakalang sammarakitabang chứ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. A ma phân tê dạ xin vâng. Si lê na su gà tinh nhân tí si lê na phô gà sa ba đa si lê na ni bù tinh nhân tí ta ma si lăng vô sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì giới luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Nhờ thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi ăn vui nào rồi thì sự ăn vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Avatthana xin được nhận biết lại cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Thủ xa thủ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Và cảm ơn Minh Quát Thanh Á, Sít Rạng Đông, Sít Phan Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Tâm Pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Con thành kính lãnh lễ ân Đức Mẫu, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ đại đức Pháp Tính. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, nhược bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhược bình kính lễ cô tu nữ Khánh, nhược bình kính chào Vinh Quát Thanh Á, mến chào Sích Tận Đạo, mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Rạng Đông, kính chào cô ấy Minh, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, kính chào Khu Sinh, kính chào Hân Lai, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Sích Tâm Hương, mến chào Trang Thư, kính chào Hộ Trì Pháp, kính chào Vi Na Vũ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức, nhật bình kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Và kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Và Sích Tâm Hương ơi, Sích Tâm Hương có trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? À, Tâm Pháp có trước máy hả? Dạ, Tâm Pháp ơi, vậy là Tâm Pháp đang có trước máy phải không? Tâm Hương lặn đâu mất rồi. Tâm Pháp có thể thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư không Tâm Pháp? Alo, alo, rồi mệt nha. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân đạo tràng đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con dạ kính tri ân Sích Nhật Quỳnh. Dạ, đến giờ trước khi vào buổi học pháp, con kính thỉnh quý ngài, kính mời quý đạo hữu cùng với con giữ tâm thanh tịnh hướng về ngôi tam bảo để thỉnh pháp sư. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rama jaloka tepati sahambati katan jali anti warang aja cetha sante tasanta para cakka jatika dese tang anukambi mang bacang. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo chỉ thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Và chúng con kính thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và Nam mô Bụt Tha Gia, con thành kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Gia. Ha, xa thủ tâm pháp ơi, pháp thỉnh ngắn quá, cỡ chừng sư chưa kịp vào đạo tràng, tâm pháp ơi. Dạ, cảm ơn tâm pháp cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, nhớ một lần tâm pháp thỉnh pháp sư dài lắm mà bữa nay sao làm ngắn ngủn vậy trời. Dạ, nhưng mà rất là cảm ơn tâm pháp. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, nhục bình kính chào đạo tràng.
Dạ, sa thú kính cảm ơn tâm pháp đã thay mặt đạo tràng. À, cung thỉnh pháp sư và dạ, tại đồng hồ bây giờ lúc này đại đức pháp tính mắt tụng kinh trên chánh điện ở tam pháp với không dạ nên là phải 7 giờ hoặc hơn chút xíu kêu mới xuống được kịp dạ nam mô bích tha dạ dạ bây giờ con không biết đại đức pháp tính đã tới được đạo tràng chưa, nếu mà sư tới được rồi con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay là tứ trưởng Abhipatti dạ dạ một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính ạ. Dạ sư có nghe được âm thanh của con chưa, sư có tới máy chưa bạch sư, nếu sư tới máy rồi thì sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ kính chào hoa sen, kính chào người phương nam, dạ sa thú lành thai, dạ sư đã trở lại đạo tràng rồi. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay tâm pháp không biết học ở đâu mà thỉnh pháp sư pháp sư gì đâu mà ngắn. Thật ra đó quý vị, đối với cũng như đối ở với cái trung lớp Phật pháp Buddha Tâm Má thì các vị biết các ngài làm sao mà các ngài sợ tốn thời gian, các ngài không cho thỉnh pháp sư mà các ngài cũng muốn cho lễ bái tam bảo trước khi thuyết pháp quý vị. Thành ra có nhiều khi ở bên cái rung lớp Phật pháp của các má thì toàn là những vị lớn không à, thành ra chúng tôi không dám có ý kiến ở bên đó, nhưng mà ở bên đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với cái ý tưởng của mình. Thật sự ra đó, quý vị biết không, cái bài kinh mà mình thỉnh pháp sư làm cho cái vị pháp sư họ giống như là quý vị biết trống mà nó giục mình ra trận, là quý vị đọc kinh mà thỉnh pháp sư giống như là cái người mà người ta đánh trống để mà ba quân tướng sĩ bắt đầu là xông hoa ra mặt trận á. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khoảng khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơ, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử vân vân, thì nó giống như là lân mà múa phải có trống đó. Mà ở bên lớp Phật pháp của Tát Tham Á không cho, thì chúng tôi thấy là không có thỉnh pháp sư, mà đối với cái vị pháp sư lên thuyết pháp cũng không được lễ bái tam bảo nữa quý vị. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagwantang Abhiwa Demi Sokhato Phagawata Thammo Thammang đó. Thật sự ra đó, có những cái lúc đó, mình hướng tâm về tam bảo là cái tâm của mình nó được cái, cũng như là nó được nương tựa, là nó được nương tựa, nó có cũng như là đối với chúng tôi thì chúng tôi có cái tâm mà mình muốn như vậy. Hoặc là thí dụ như đối với cái hàng cư sĩ, cái hàng Phật tử, thì mỗi khi mà có cái gì á, thì chúng ta út tá măng ghê ná quanh đê hăng ba đáp bằng sung quá út tá măng bút thề vô khá lít tô đô sô bút thô khá mát tù tăng mát mang đó. Thì mình nghe mình cảm thấy người ta đang sám hối Phật bảo, sám hối pháp bảo, sám hối tăng bảo. Chư tăng thì thấy nghe những cái hình ảnh đó thì mình muốn chúc phúc, cũng mong cho cái thí chủ đó được như ý nguyện vân vân.
Đó mà chúng tôi thấy rằng có nhiều cái lớp học thì sợ mất thời gian, thành ra bỏ bớt. Còn đối với cái lớp học của chúng ta đó thì thôi, quý vị tôi ở đây giống như là một cái thao trường, là một cái thao trường. Quý vị sẽ luyện, quý vị sẽ nhờ cái rung pháp cú này mà quý vị lễ bái Tam Bảo, rồi quý vị thỉnh cầu an cầu siêu. Nói chung là mình cũng vừa tu học mà mình cũng vừa luyện cho mình. Cũng như quý vị biết rằng hồi đó mà chúng tôi học ở chùa Siêu Lý, có những tháng mà chúng tôi rảnh, chúng tôi cũng mở lo âm ly rồi rồi cầm micro, sáng hôm nay tại chùa Siêu Lý Vĩnh Long trang nghiêm long trọng tổ chức lễ dân y ca thi ná rồi vân vân, mà thật sự không có lễ gì hết, luyện mà quý vị, luyện mà thành ra có nhiều vị đứng cười chúng tôi mà biết là sau này mình quen quý vị, sau này mình cũng như là mình cái âm thanh của mình nó đỡ đỡ đi quý vị, cái âm thanh của mình nó đỡ đi, chứ nếu mà mình không có luyện thì có những lúc mình bị nó dính chữ. Quý vị biết rằng là chúng tôi luyện rất là nhiều mà có khi có lúc vẫn còn bị lúng túng, có lúc vẫn còn bị nó bị cũng như là bị đớ lửng gì đó, đớ lửng đó. Có lúc thì chúng tôi cũng cảm thấy mình hơi buồn buồn là mình vô mình học nói chung là nó không có được như cái ý nguyện của mình. Thì những cái vị lớn cũng có cái sự mà cũng như là dỗ về cho chúng tôi. Các vị lớn nói rằng khi mà chúng tôi vào xuất gia đó thì lúc đó 25 tuổi rồi, mà xuất gia đó phải vừa học kinh tụng vừa học giáo lý rồi vừa làm công quả, mà biết được nhiêu đó là nó cũng đỡ lắm rồi, nó cũng đỡ lắm rồi. Có nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi cũng buồn, chúng tôi cũng nguyện đời sau mà sanh ra lại mà làm người đó mà sẽ xuất gia tu tập, mà nhục vị của thế gian là có đầy đủ hết, pháp hành pháp học đầy đủ hết, để chúng tôi sẽ mở ra một cái trung tâm, một bên là trung tâm pháp học, một bên là trung tâm để theo chuyên hành thiền vân vân. Nói chung là chúng tôi có cái ý nguyện như vậy, chúng tôi có cái ý nguyện như vậy. Chúng tôi cũng mong nếu mà chưa có chấm dứt sanh tử luân hồi, chưa có chấm dứt sanh tử luân hồi thì sẽ tiếp tục mà tu tập như vậy, chứ tu mà thường thường cũng không chịu nữa, phải như vậy đó, phải phải chọc trời phải như vậy đó mới chịu. Đó là những cái lời chúng tôi tâm sự chia sẻ với quý vị như vậy đó. Mà cái ước nguyện của chúng tôi là thích thích như vậy. Bây giờ thì ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp tới phần tứ trưởng là Adipati hay là Chattaro Adipati. Trước khi đi vào thuyết giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Pháp Quan Tăng Abhi Đề Mí So Ka Tô Bhagavata Tham Mô Tham Măng Namat Sa Mí Supati Pano Bhagavato Sa Vá Sankho Sankhang Nam Ma Mí Lô Cát Sát Na Thăng Quá Đám Mút Ma Hằng Bút Thành Giác Thầm Mành Giác Bát Na Ma Mí Sankhang Khăn. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về tứ trưởng Adipati. Cái tứ trưởng này là cái pháp trưởng, trưởng là có nghĩa là những cái pháp mà có cái đặc tính nổi bật, những cái pháp có cái đặc tính lớn mạnh, dẫn đầu trong cái nhóm pháp thì cái pháp đó gọi là cái pháp trưởng.
cái pháp trưởng này đó là nó không giống như là cái pháp quyền mà chúng ta đã học. Quyền á là nó chỉ có, ví dụ như là nó chỉ nói cái chức năng hoặc là cái quyền điều hành cái cai quản thôi. Còn cái pháp trưởng này đó là coi như là nó năng đặc biệt, nó lớn hơn, là nó trội hơn các cái pháp đồng sanh. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, khi mà nói về ở một cái chùa đi, là cái vị sư trưởng, là cái vị sư trưởng là cái vị mà có cái quyền hành cao nhất. Còn đối với những cái vị mà ví dụ như là quản lý cái khâu này khâu kia ở trong chùa, thì cái đó thì những cái vị đó cũng như là những cái pháp quyền mà mình học trong cái thời gian qua. Còn hôm nay mình học về cái pháp trưởng, có nghĩa là cái pháp này nó là cái chủ nhân cao, cái cũng như là nó có một cái sự nổi bật nhất. Còn cái pháp này là pháp trưởng. Còn thí dụ như chúng ta nói về cái cảnh trưởng đi, cái cảnh trưởng là cái cảnh nào mà thuộc về cái cảnh trưởng, cái cảnh nào mà nó làm cho cái tâm của mình hấp dẫn, hấp dẫn đến cái cảnh đó thì nó gọi là cảnh trưởng đó. Vậy thì ở trong cái đời sống của mình á, ví dụ như mình có cái cảnh trưởng là như thế nào đối với những cái trường hợp mà thí dụ như là bất thiện đi, thì quý vị thấy rằng thí dụ như là đối với những người phụ nữ, thì khi mà người ta nghe nói đến trà sữa hoặc là cà phê sữa, cà phê sữa đá hoặc là trà sữa vân vân, thì bây giờ quý vị để ra sữa đậu nành rồi trà sữa rồi nước nước chanh nước ngọt vân vân, thì có những người á, cái cảnh trưởng của họ là cái nào, cái trà sữa. Khi mà họ đang buồn ngủ hay là họ đang mệt mỏi gì đó mà quý vị nhắc đến trà sữa là có thể là cái người đó người ta sẽ tỉnh. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người đang những người thanh niên, khi mà mình nhắc đến cà phê đá hoặc là cà phê đen vân vân, nó thuộc về cái cảnh trưởng của người đó. Ví dụ như quý vị thấy có những người đó người ta đang ngủ mệt mệt, người ta làm biếng dậy, nhưng mà quý vị nói dậy uống cà phê nè, có cà phê rồi nè đó này, không biết là Phật tử Nhật Quỳnh hồi xưa, không biết có hồi xưa chắc cũng nghiền cà phê không biết giờ còn nghiền không, chắc qua Mỹ hết nghiền rồi. Và đó thì quý vị thấy á, thật ra đó ở trong cái tâm mình nó có cái cảnh trưởng quý vị. Khi mà thí dụ như nhiều người nào mà người ta mệt mệt mà người ta làm biếng dậy, quý vị biết cái người đó là người ta nghiện, người ta thèm cà phê phải không? Quý vị nói là cà phê pha sẵn rồi kìa, cà phê pha sẵn rồi kìa, dậy uống cà phê, thì người ta sẽ cũng như là người ta có cái, nó có cái tâm, cái dục nó dẫn dắt cái người đó đi. Thì mình nói cái đó là cái cảnh trưởng. Thì trở lại với cái pháp trưởng này cũng vậy. Cái pháp trưởng này là nó làm cho hấp dẫn, nó làm cho hấp dẫn cái tâm của mình, thì cái đó gọi là cái pháp trưởng. Vậy thì cái pháp trưởng ở là nó gồm có bốn pháp: dục trưởng cần trưởng rồi tâm trưởng rồi thẩm trưởng. Thẩm là trí đó. Đó thì ở đây nó có bốn cái pháp trưởng. Bốn cái pháp trưởng này đó ở trong cái đời sống của mình là coi như là nó vẫn diễn ra, nhưng mà có lúc là chúng ta ghi nhận được, có lúc là chúng ta không ghi nhận được. Đó vậy thì cái pháp thứ nhất là dục trưởng. Dục trưởng ở đây là chanda thi bát tí. Chanda thi bát tí có nghĩa là chanda cộng với á thi ba tí, thành ra chúng ta ghép lại thành một cái học từ là chanda thi ba tí. Chanda thi ba tí không biết quý vị biết viết không, quý vị biết viết không? Chanda, chanda thi ba tí đó, chanda thi ba tí đúng rồi, chanda thi ba tí có nghĩa là chanda cộng với á thi ba tí.
là Athipati là trưởng chanh đá, có nghĩa là dục. Thì khi mà nói đến dục á, chanh đá đó là ao ước hay là ước muốn, và ao ước hoặc là ước muốn đó. Vậy thì bây giờ mà nói đến dục trưởng là chúng ta nhớ là có ba, dục trưởng có ba, là có nghĩa là thứ nhất á là mình ao ước để mà hưởng thụ các dục đó. Chanh đa thí bát tí là dục trưởng. Dục trưởng này nè, thứ nhất là ao ước để mà hưởng thụ các dục ở trong cái trường hợp này á, gọi là dục trưởng bất thiện. Dục trưởng bất thiện kamachanda thibati, ao ước hưởng thụ các dục đó. Vậy thì ao ước hưởng thụ các dục này á, là quý vị thấy rằng là như thế nào quý vị? Nó cũng như chúng tôi vừa giới thiệu cho quý vị đó. Có nhiều khi giống như là thí dụ như là mình trưa nắng mà nó mệt mệt, mà mình làm biếng cái gì đó, mà mình nghe nói đến một cái ly nước mát nào đó mà mình rất là thèm, rất là về cái đó, thích về cái món đó, thì như vậy đó là chúng ta gọi là dục trưởng đó. Dục trưởng này nó thuộc về bất thiện. Vậy thì cái dục trưởng này đó là cái chi pháp á, là tâm sở dục chanh đá chê tá xí cá. Tâm sở dục mà tâm sở dục ở trong cái trường hợp này nó đi chung với tâm sở tham, hoặc là nó có mặt đâu quý vị, nó có mặt ở trong tám tâm tham, nó có mặt ở trong tám tâm tham. Quý vị nhớ là cái chi pháp á, cái chi pháp của dục trưởng này á, là dục tâm sở, dục tâm sở mà nó sanh ở trong tâm nào? Nó sanh ở trong tâm tham, sanh ở trong tâm tham. Đó, nó sanh ở trong tâm tham. Rồi cái dục tâm sở này đó nó cũng sanh ở trong đâu nữa quý vị? Nó sanh ở trong đâu? Nó sanh ở trong hai tâm sân. Nó sanh ở trong hai tâm sân. Nó sanh ở trong hai tâm sân. Cái dục này đó, cái dục bất thiện này á, nó có sanh ở trong tâm si không? Không, nó không có sanh ở trong tâm si. Đó, nó không, nó sanh ở trong tâm tham nó có, nó sanh ở trong tâm sân nó có, nhưng mà nó không có sanh ở trong hai tâm si. Là tại sao vậy quý vị? Một cái là si hoài nghi, một cái là si phóng dật. Hoài nghi rồi, rồi gặp rồi phóng, rồi một cái si hoài nghi á, nó hoài nghi rồi làm sao mà nó có mong muốn? Mình hoài nghi rồi, mình lưỡng lự rồi, mình do dự rồi, thành ra mình không có mong muốn ở trong đó. Đó, rồi si mà si phóng dật, đã mình phóng tâm rồi, mình hết nhảy bên đây nhảy bên kia rồi, lụp chụp rồi, thì làm sao mà nó có nó có dục ở trong đó, có cái sự mong muốn được đó. Thành ra chúng ta phải hiểu ngay chỗ cái lý này. Thành ra khi mà nhắc đến dục trưởng bất thiện thì chúng ta sẽ biết là nó sanh ở trong tám tâm tham, hai tâm sân thôi đó. Rồi còn thí dụ ra đó thì quý vị có thể đối với ở trong cái tâm bất thiện này là mình tự tìm ra những cái thí dụ của mình nó rất là nhiều ở trong đời sống là nhiều đó. Có những người người ta rất là thích thích nghe nhạc hoặc là coi cải lương gì đó. Có những cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị ngày xưa mà chúng tôi ở chợ đó, có những bà đó họ nghe Kim Tử Long đồ này kia đó, quý vị biết rằng chiều là phải dọn hàng xóm rồi
mướn xe Honda ôm rồi phải đi lên tới Sài Gòn để mà tham dự coi những cái cải lương ở trong cái thời đó. Quý vị biết tốn biết bao nhiêu tiền quý vị. Ngày xưa mà cách đây mà 30 năm mà mình phải mướn xe Honda ôm rồi người ta chở mình đó, rồi mình mua một cái vé để mà mình vào đó mình xem đó, thì quý vị biết rằng tốn biết bao nhiêu tiền và bao nhiêu công sức và bao nhiêu thời gian, nhưng mà người ta vẫn đi đó. Thành ra đó, đối với cái dục trưởng mà bất thiện này, dục trưởng bất thiện này đó, thì chúng ta thấy rằng là mình xét lại ở trong tâm của mình là mình sẽ biết đó. Còn mà cái dục này á, mà nó sanh ở trong tâm sân, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người người ta cũng ghét, cũng ghét một cái đối tượng nào đó mà ở ngoài đời chúng ta gọi là thù dai đó, nó thù dai đó. Nhưng mà cái nếu mà nói ở trong Phật học này là cái ước muốn mà mình hủy diệt cái kẻ nghịch hay là những cái cảnh đối nghịch này đó, mà những người đó người ta nuôi cái người ta nuôi cái ý tưởng đó đó, thì càng nuôi nó sẽ trở thành trưởng, càng nuôi nó sẽ càng trở thành trưởng đó. Thành ra chúng ta thấy rằng có những người, có những cái lúc mà mình coi ở trong phim tàu có những người người ta làm cái những cái bộ phim đó, quý vị thấy rằng là coi là họ muốn hại cái gia đình đó, họ muốn hại gia đình đó, họ dạy con của họ từ nhỏ rồi con của họ sinh vào trong cái gia đình đó làm công hoặc là len lỏi, nói chung là làm sao để mà được vào ở trong cái gia đình đó, rồi người ta hại dần dần, người ta hại từ người lớn tới người nhỏ trong cái gia đình đó đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình nói về mình coi phim có những người người ta coi xong thì người ta sẽ học những cái chuyện mà nó bất thiện, nhưng mà có những người người ta cũng coi xong rồi người ta cũng nhìn ra được là cái cuộc đời này hại qua hại lại, rồi cuối cùng thì cả hai bên bên nào cũng đau khổ vân vân. Nhưng mà đa phần quý vị thấy rằng là khi mà mình coi những cái phim đó đó, nó sẽ làm cho cái tâm của mình, tâm bất thiện nó nổi lên nhiều, nó tăng trưởng lên nhiều thôi, chứ không thể nào mà nó bằng mà khi mà mình coi những cái kinh cao sách chánh rồi hết đó. Rồi vậy thì chúng ta biết rằng là đối với dục trưởng này đó, thì nó được cái phân ra cái thứ nhất là dục trưởng nó thuộc về bất thiện đó, dục trưởng nó thuộc về bất thiện. Mà chúng ta nhớ là dục trưởng này đó nó chỉ có ở trong tâm tham và tâm sân thôi, tâm tham và tâm đó, chứ nó không có nó không có ở trong tâm si nha quý vị. Rồi cái dục trưởng thứ hai á là có nghĩa là pháp trưởng nha quý vị, pháp trưởng có nghĩa là có những vị người ta ao ước người ta thành tựu thiền định hoặc là thắng trí đó, có những vị người ta ao ước người ta thành tựu được thiền định đạo quả thắng trí, thì người ta ráng người ta lo người ta tu tập thì trong cái đó gọi là cái dục đó nó sẽ làm trưởng. Mà ở đây có nghĩa dục trưởng thiện thâm má chanda thi bát tiết thâm má chanda pháp dục trưởng pháp dục trưởng đó. Quý vị thấy rằng cái pháp dục này đó là coi như là những cái vị Bồ Tát cũng khởi đầu từ những cái dục trưởng này, vậy thì chi pháp của cái dục trưởng này là tâm mà sanh ở đâu quý vị? Sanh ở trong thiện, các cái tâm thiện. Rồi quý vị còn nghe quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Rồi cảm ơn quý vị.
Rồi đến đến tác dục. Tác dục là có nghĩa là sở hữu dục này nó sanh ở trong những cái tâm di tác, là những cái tâm di tác hữu nhân, là tâm di tác hữu nhân. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Tác dục này đó là đối với, thí dụ như là Đức Phật ngài giảng pháp, ngài có cái sự giảng pháp mong muốn là mình giảng pháp, hoặc là ngài Maha Kassapa, hoặc là ngài Sariputta, vân vân. À, khi mà các vị đó an trú ở trong thiền, diệt thọ tưởng định, hoặc là có những vị người ta an trú ở trong thiền tâm từ, vân vân, để người ta tế độ cho những người Phật tử, người ta có cái sự đặt bát cúng dường để người ta có được cái phước lớn. Nhưng mà đối với những cái hành động, những cái ước muốn đó, nó không có lưu lại, nó không có lưu lại cái kết quả quý vị. Có nghĩa là nó không có cho quả ở trong đời sống sau, vì rằng các ngài đó là bậc đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi. Những cái mầm mống nào á mà để mà có cái đời sống sau á, có cái sanh chủng sau á, các ngài đã phá hủy hết rồi. Thành ra đó là trong cái trường hợp này là các ngài tác dục mà nó sanh ở trong tâm di tác, nó có nghĩa là do các ngài có cái lòng bi mẫn với chúng sanh thôi. Đó, vậy thì chi pháp đó, của tác dục này á, là tâm sở dục sanh ở trong những tâm di tác hữu nhân. Đúng rồi, nhờ đó thành ra chúng ta phải rồi vậy là đó là chúng ta đã biết rằng là đối với dục trưởng này đó, tâm sở dục sanh ở trong tâm bất thiện cũng có, tâm sanh ở trong những cái tâm thiện cũng có, rồi tâm sở dục sanh ở trong tâm di tác hữu nhân cũng có. Vậy thì hễ mà cái lúc nào mà nó sanh ở trong cái tâm nào thì chúng ta sẽ kêu theo cái tên gọi đó, kêu theo cái tên gọi đó. Rồi vậy thì chúng ta qua cái chi pháp thứ hai, cần trưởng quý lý gia thí bá tiết. Cần trưởng quý lý gia thí bá tiết. Cần trưởng, cần ở đây á, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là cái sự tinh tấn, cái sự siêng năng, cái sự nỗ lực mà nó lớn trội, nó lớn trội, thành ra gọi là cần trưởng. Cần trưởng như thế nào mà được gọi là cần trưởng? Cần trưởng á, là có nghĩa là cái sự siêng năng, cái sự tinh tấn vượt trội, vượt trội, lớn trội, thành ra gọi là cần trưởng. Đó thì quý vị thấy rằng á, có cũng như có những người ở trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng vua trời Đế Thích đó, vua trời Đế Thích ở trong quá khứ là một cái người thanh niên mà quý vị thấy rằng là coi như là suốt cuộc đời là coi như là tinh tấn với cái thân của mình, đào đường rồi xây dựng cầu cống vân vân, dọn những cái thửa đất, những cái đồng cỏ trở thành những cái ngôi nhà khang trang vân vân. Đó coi như là cái vị này có cái sự tinh tấn, tinh tấn một cách vượt trội. Đó vậy thì cái cần trưởng ở đây đó nó cũng có ba loại. Có nghĩa là thứ nhất á, là tinh tấn mà mình làm, mình hành những cái pháp mà những cái pháp tà, những cái pháp tà. Có nghĩa là có những người á, quý vị thấy rằng á, họ tinh tấn ở trong cái sự bất thiện pháp, như họ tìm cách, họ đi học cái nghề mà ăn đủ, vân vân. Quý vị thấy rằng có những cái nước mà bây giờ á, họ cố gắng họ tìm nào đó để mà họ chế tạo ra những cái máy mà họ bỏ cái con heo hoặc là cái con bò vào,
à, trong vòng một thời gian ngắn à, nó sẽ xẻ thịt à, nó sẽ xẻ thịt, nó sẽ làm cũng như là à, nó cũng làm rất là nhanh à, nhanh mà nó gọn vân vân đó. Thì trong cái trường hợp đó thì mình thấy rằng họ cũng phải nặng đầu nặng óc à, họ suy nghĩ, họ tìm cách để mà họ chế tạo à, cái máy đó. Thì trong cái trường hợp đó thì mình gọi là do họ tinh tấn à, trong cái sự mà cố gắng à, sát sanh hoặc là à, cố gắng giết mổ vân vân, thành ra trong cái trường hợp này gọi là tinh tấn ở trong ác bất thiện pháp à, ở trong ác bất thiện pháp. Vậy thì hoặc là có những vị á, mà người ta tu theo cái đường lối khổ hạnh ấy, vị à, tu theo cái đường lối khổ hạnh à, thật ra đó à, chúng ta nói rằng là chúng ta tu ở trong chánh pháp, chúng ta tu ở trong chánh pháp, mà cái sự công phu, những cái sự tu tập của chúng ta đó, là nó không có dũng mãnh bằng những cái người mà những cái người mà tu ở bên tà pháp đó, quý vị. Quý vị biết rằng á, những người mà người ta luyện những cái pháp tà đó, quý vị thấy không, người ta tụng đọc, người ta niệm chú coi như là một ngày là 6 lần à, hoặc là 12 lần à, nói chung là người ta làm ghê lắm à, đó. Có những cái những cái giáo phái đó à, quý vị thấy rằng họ tu tuy là cái sự tinh tấn của họ sai, nhưng mà họ rất là tinh tấn à, họ tu tập à, rất là quyết liệt đó. Thì ở trong những cái trường hợp đó à, thì chúng ta cũng gọi là cái tinh tấn đó à, nó cũng là cần trưởng à, nhưng mà cần trưởng ở trong à, bất thiện à, cần trưởng ở trong bất thiện đó. Vậy thì à, cái tinh tấn này đó à, nó cũng có ở trong tâm tham, mà nó cũng có ở trong à, tâm sân nữa, quý vị à, nó cũng có à, sanh ở trong tâm tham, rồi có sanh ở trong à, tâm sân nữa. Họ siêng năng, họ cũng như là họ quyết à, họ quyết à, họ tìm cách à, nào đó họ suy nghĩ à, vân vân à, để mà họ sát hại cái kẻ thù. Thì đây là cái cần trưởng mà thuộc về bất thiện. Vậy thì chi pháp à, là tâm sở tinh tấn à, sanh ở trong tâm tham hay là tâm sân đó. Cái loại này là loại thứ nhất à, cái này là cần trưởng mà thuộc về bất thiện à, cần thuộc về bất thiện nha quý vị. Rồi kế tiếp là họ tinh tấn để mà thực hành, để mà thành tựu những cái pháp thượng nhân à, những cái pháp thượng nhân có nghĩa là có những vị à, coi như là siêng năng à, tu tập để làm sao mà cho sớm à, cho sớm để mà thành tựu à, được thiền định đạo quả. Nó những người mà người ta siêng năng, người ta coi như là quyết tâm trì trí à, để mà người ta tu tập làm sao để mà sớm thành tựu được à, những cái thiện pháp thiền định đạo quả vân vân. Thì như vậy á, gọi là cần trưởng mà thuộc về thiện, cần trưởng mà thuộc về thiện. Thì à, đối với một cái tâm thiện của chúng ta sanh lên á, à, nó có xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi có tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả vân vân. Nhưng mà tại sao mà chúng ta nói đến à, cái cần trưởng à, cần trưởng thiện này là tại vì cái pháp tấn nó dẫn đầu mà cái pháp tinh tấn nó dẫn đầu. Thí dụ như bây giờ chúng ta sanh lên à, bây giờ thí dụ như chúng ta quyết tâm là à, chúng ta quyết tâm là một chút nữa à, chúng ta sẽ hành thiền à, chúng ta sẽ hành thiền, chúng ta quyết tâm à, chúng ta dù cho có mệt hay là có à, thay đổi thời tiết cái gì đi nữa mà mình cũng sẽ quyết định à, mình sẽ hành đạo à, sẽ quyết định à, để mà hành thiền. Thì lúc đó, đó à, là khi mà chúng ta tu tập vậy đó thì đúng là cái tâm đại thiện nó sanh khởi. Ví dụ như tâm đại thiện hợp trí thọ hỷ hợp trí rồi vân vân, nó sanh khởi.
Thì một cái tâm đại thiện đó đó là nó sanh khởi đó, thì nó có cái gì, có cái gì sanh ở trong đó, có xúc, có thọ, có sở hữu xúc, sở hữu thọ, xúc thọ tưởng tư định pháp ý, tầm tứ thắng giải cần nghĩ dục, rồi tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, khỉnh, đó thì nó có rất là nhiều cái tâm sở ở trong đó, tịnh khinh nhu thức thường chánh vân vân, nó có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây mình nói cần trưởng thiện là tại sao? Tại vì lúc này á, là cái sở hữu cần, cái sở hữu tinh tấn nó làm trưởng, nó làm trưởng, nó làm trưởng để thúc đẩy cái tâm của chúng ta. Thành ra lúc đó chúng ta gọi là cần trưởng, lúc đó chúng ta gọi là cần trưởng, cần trưởng thiện. Đó, tinh tấn để mà thành tựu thiền định đạo quả rồi đó, chánh trí rồi đó, coi như là gọi là cần trưởng thiện. Vậy thì chi pháp cũng là tâm sở tinh tấn mà ở trong những cái tâm thiện. Cần trưởng thiện này là cần trưởng thiện chi pháp là sở hữu tinh tấn, sở hữu cần, sở hữu tinh tấn hoặc sở hữu cần, mình dùng cái danh từ nào cũng được, sanh trong những tâm thiện. Rồi cái trường hợp thứ ba, cái trường hợp thứ ba thì quý vị thấy rằng là có những vị thánh a la hán, các vị thánh a la hán các ngài có đầy đủ phước báo hết, nhưng mà các ngài vẫn đi bát, ôm bình bát, đi khất thực, hoặc là các ngài vẫn thuyết pháp để mà độ đời, hoặc là các ngài vẫn giữ những cái đầu đà vân vân. Thì trong cái trường hợp đó, các ngài làm những cái điều đó làm chi quý vị? Để làm gương cho cái hàng hậu học sau này. Đó, thì trong cái sự tinh tấn của các ngài như vậy đó, chúng ta gọi là tinh tấn mà ở trong vô ký, có nghĩa là cần trưởng vô ký, cần trưởng vô ký. Vậy thì chi pháp là tâm sở tinh tấn sanh ở trong tâm di tác hữu nhân. Tâm sở tinh tấn sanh ở trong tâm di tác hữu nhân. Nhưng mà một cái điều là đặc biệt là đối với cần trưởng này đó, thì coi như là không có sanh ở trong những cái tâm đạo quả siêu thế, không có sanh ở trong tâm đạo quả siêu thế. Như vì là tại sao ở trong tâm đạo đó là cái tâm mà đang sát trừ phiền não, cái tâm mà đang sát trừ phiền não. Vậy thì ngũ căn ngũ lực nó phải đồng, tính tấn niệm định tuệ nó phải đồng hết, thì lúc đó mới sát trừ được phiền não. Đó, thành ra lúc này cũng có cái tâm sở tinh tấn, cái tâm sở cần ở trong đó, nhưng mà không được gọi là cần trưởng. Là tại sao? Tại vì các căn các cái lực đó phải được quân bình, tính tấn niệm định tuệ phải được quân bình bằng nhau. Đó, thành ra cần trưởng này không có kể ở trong tâm đạo và tâm quả. Tâm đạo là tâm đang sát trừ phiền não, tâm quả là thành tựu, thành tựu rồi, thành ra chúng ta không có kể cần trưởng ở trong đó. Rồi rồi kế tiếp thì chúng ta qua cái chi pháp thứ ba là tâm trưởng, tâm trưởng. Tâm trưởng citta thí bát tí, tâm trưởng citta thí bát tí. Tâm trưởng ở đây là có nghĩa là lúc đó có một cái tâm nào đó nó sanh lên, nó lớn mạnh, nó vượt trội hơn cả những cái tâm kia. Thì vậy thì trưởng ở đây
chỉ cho những cái tâm nào quý vị, là những cái tâm động lực, là những cái tâm động lực là nhị nhân hay là tam nhân, là những cái tâm động lực là nhị nhân hay là tâm tam nhân, những cái tâm động lực là chứ quý vị, quý vị nhớ cái chữ động lực không? Động lực là gì? Vừa nhanh mà vừa mạnh, là nhanh và mạnh thành ra gọi là động lực, nhanh và mạnh thành ra gọi là động lực. À, vừa nhanh vừa mạnh gọi là động lực đó, tâm trưởng đó, coi như là tâm trưởng ở đây á, là những cái tâm nào? Tám tâm tham nè, hai tâm sân nè, tám tâm thiện dục giới nè, tám tâm di tác nè, dục giới hữu nhân nè đó. Tâm trưởng ở đây là cái tâm mà nó lớn mạnh, nó vượt trội. Thì cái tâm mà lớn mạnh, nó vượt trội là cái tâm nào? À, tám tâm tham nó có lớn mạnh không? Lớn. Ừ, tám tâm tham, tham lên rồi nó làm cái gì cũng được. Đó. Hai tâm sân có lớn mạnh vượt trội không? Có. À, khi mà chúng ta mà sanh khởi tâm sân rồi đó, thì nó tàn phá khủng khiếp. Đó. Rồi tám tâm thiện nhục giới nó có lớn mạnh không? Có quý vị. À, khi mà chúng ta sanh khởi đại thiện tâm thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc, chúng ta làm cái chuyện này chuyện kia, chuyện lớn thì chúng ta cũng làm được. Là đó, thành ra tám tâm thiện dục giới, rồi tám tâm di tác là dục giới hữu nhân. Tám tâm di tác dục giới hữu nhân, rồi chín tâm thiện đáo đại. Chín tâm thiện đáo đại là năm tâm thiền sắc giới, là bốn tâm thiền là vô sắc đó. Chín tâm di tác đáo đại nữa, là chín tâm di tác đáo đại nữa, chín tâm thiện đại, chín tâm di tác đáo đại, rồi 40 tâm siêu thế luôn, 40 tâm siêu thế luôn. Đó, quý vị thấy rằng tâm trưởng này là coi như là những cái tâm động lực, là những cái tâm động lực đó, tâm trưởng. Rồi ở trong cái chi pháp thứ tư là thẩm trưởng quý măng xá á thí bá tí, có nghĩa là quý măng xá thí bá tí. Thẩm trưởng này đó có nghĩa là lúc này nè, cái trí của mình nó sanh lên, mà nó suy xét sâu xa, suy xét kỹ lưỡng, thành ra gọi là quý măng xá. Cái trí trong cái trường hợp quý măng xá này đó, quý măng xá này có nghĩa là lúc đó cái trí của chúng ta sanh lên, nó dò xét kỹ lưỡng đó, thành ra đó mới gọi là quý măng xá. Đó, những cái gì mà chúng ta dùng trí của chúng ta suy xét sâu xa, dò xét kỹ lưỡng mà bằng trí của mình, đó rằng có những vị tỳ khưu ngày xưa khi mà đi bán thấy chúng sanh, thấy các vị Phật tử người ta cúng dường, rồi cái vị đó mà dò xét lại phải làm sao mà xứng đáng với cái sự cúng dường đó. Thành ra các vị sau khi suy xét rồi, các vị đã phát nguyện, nếu mà không đắc được thiền định đạo quả đó thì không rời khỏi chỗ này. Đó, thành ra lúc đó đó, cái
cái động lực nào, là cái nào mà thúc đẩy cái vị đó suy xét như vậy, thì là do cái trí trưởng, là cái trí trưởng quý măng sát là thúc đẩy là cái vị đó là suy xét. Vậy thì thẩm trưởng có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự dò xét kỹ lưỡng, là cái dò xét kỹ lưỡng. Thì thẩm trưởng chi pháp là trí, và chi pháp là tâm sở trí. Rồi, nhưng mà chúng ta nhớ là cái thẩm trưởng này đó, thẩm trưởng này thì cũng không có sanh ở trong tâm đạo, mà không có ở trong tâm đạo và tâm quả siêu thế đó, thì chúng ta không có ở trong đó, dù cho có sở hữu trí sanh ở trong đó, sở hữu trí tuệ vẫn sanh ở trong đó, nhưng mà chúng ta không gọi là trí trưởng. Là tại sao quý vị? Tại vì trong tâm đạo là cái tâm mà đang sát trừ phiền não, mà hãy mà sát trừ phiền não đó là coi như là những cái pháp tính tấn niệm định tuệ nó phải đồng với nhau, nó phải đồng với nhau, thì như vậy đó thì mới sát trừ được phiền não. Còn nếu mà có trí mà làm trưởng ở trong đó, nó lớn mạnh, nó vượt trội đó, thì không thể nào sát trừ phiền não được. Đó, còn đối với tâm quả siêu thế thì coi như là cái thành quả, cái kết quả, khi mà đã diệt trừ được những cái phiền não luân hồi rồi đó, thành ra cái đó gọi là tâm quả, thành ra không có cần phải có trí trưởng ở trong đó. Rồi đối với trong những cái tâm quả mà hiệp thế đó, những cái tâm quả mà hiệp thế đó, có nghĩa là tám đại quả rồi đó, hoặc là năm quả sắc giới, bốn quả vô sắc rồi đó, thì cũng không có trí trưởng ở trong đó nữa quý vị. Không có trí trưởng ở trong đó là tại vì là cái kết quả, cái đó là cái thành quả thôi, cái tâm đại thiện, thành ra không có trí trưởng ở trong đó. Nếu mà có sở hữu trí nhưng mà không được gọi là trí trưởng, là tại vì thành quả mà, chứ đâu phải là mình ngồi đó mà mình suy xét, mình dò xét kỹ lưỡng đâu. Đó, còn đối với tâm bất thiện thì không có rồi nha. Tâm bất thiện thì trí không có sanh ở trong đó, thành ra chúng ta không có gọi, không có bàn, không có đề cập đến trí trưởng. Đó, vậy thì đó là hôm nay là chúng ta đã học về tứ trưởng. Ở trong tứ trưởng này đó thì thật sự ra đó là có nghĩa là bốn pháp dục cần tâm thẩm, dục cần tâm thẩm, mà những cái pháp này do nó sanh lúc đó nó làm trưởng, nó làm trưởng. Thí dụ như là mình quyết tâm, mình tinh tấn để chứng đắc thiền định đạo quả, thì do cái sự quyết tâm, cái sự tinh tấn đó nó làm trưởng ở trong cái pháp đó, thành ra mình kêu nó là pháp trưởng, mình kêu cái sự tinh tấn đó là trưởng, thành ra gọi là cần trưởng đó. Đó, chứ nó cũng không có cái gì mà để mà cho chúng ta hơi khó hiểu hết. Chúng ta thấy cái bài học ngày hôm nay á, thì giống như là chúng ta biết được là bây giờ là nó sanh ở trong cái tâm đó, nó kêu vậy đó. Lúc này là do cái sự mà dò xét kỹ lưỡng mà bằng cái trí tuệ của mình thì gọi là thẩm trưởng. Đó, thì nó cũng như là nó đang làm cái công việc đó, thành ra mình gọi tên nó là như, mình gọi tên nó là như vậy. Cái vị đó là đang làm trưởng ở trong cái ngôi chùa đó, hoặc là trong cái hệ phái đó, thì cái vai, do cái vai trò của cái vị đó như vậy, cái quyền lực của vị đó như vậy, thành ra gọi cái vị đó là trưởng,
gọi cái vị đó là trưởng, chứ không có cái gì mà nó khó khăn để mà chúng ta khó hiểu hết. Vậy thì bây giờ chúng tôi cũng kết thúc cái bài học này với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên ngôi trời để thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng phát bàn ở quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa dương dương, chư vị thầy tổ đã quá giáng nhiều đời nhiệt kiếp hoặc trong hiện tại này, mong quý ngài quý vị hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú, sa thú.